Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mitsubishi Attra nhé, dòng xe ở phân khúc cỡ B đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các xe có trên thị trường. Ví dụ như là chiếc xe Vios này, chiếc xe Honda City hay là một số các dòng xe khác. Nhưng cái dòng xe Mitsubishi Attra này là một trong những cái dòng xe mà rẻ nhất trong phân khúc, cũng như là ở cái mức mà nó chỉ tầm giá chỉ ngang bằng chiếc Kia Morning thôi, hoặc là chiếc xe Hyundai i10 thôi anh em ạ. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại, đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt và tặng anh em bảo hiểm thân vỏ và gói quà tặng phụ kiện cực kỳ là hấp dẫn ở cái thời điểm đầu tháng 8 này. Với cái mức giảm tiền mặt như thế nào và tặng phụ kiện ra sao thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản luôn cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản Mitsubishi Attra MT. Cái bản này hiện tại bên em còn một số cái dòng xe VIN sản xuất năm 2022 thì bên em sẽ bán nốt và em sẽ chia sẻ cho anh em chi tiết cái VIN sản xuất năm 2022 và VIN sản xuất năm 2023 anh em nhé. Đối với cái VIN sản xuất năm 2023 thì giảm cực kỳ sâu anh em ạ. Giá xe của nó đang là 380 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại, giảm giá đi còn đâu đó giá xe vào chỉ còn 309 triệu thôi anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 375 triệu. Trả góp thì đang là 115 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 368 triệu. Trả góp thì đang là 108 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 350 triệu, trả góp thì đang là 90 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn lấy cái VIN sản xuất năm 2023 sẽ phải cộng thêm giúp em 15 triệu nữa trên cái tổng lăn bánh này anh em nhé. Đó. Anh em lưu ý giúp em cái phần này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Mitsubishi Attra CVT. Bản này là cái bản số tự động tiêu chuẩn. Bản này hiện tại đang có mức giá là 465 triệu. Hiện tại đại lý bên em cũng còn cái VIN sản xuất năm 2022 và giảm trực tiếp cho anh em lên đến 80 triệu. Anh em ạ, lên đến 80 triệu. Giá xe đâu đó vào khoảng 375 triệu thôi. Đó, đấy là cái VIN sản xuất năm 2022 anh em ạ. Còn đối với anh em lấy cái VIN sản xuất năm 2023 sẽ phải cộng thêm giúp em khoảng 20 triệu nữa anh em nhé. Đó. Và em sẽ tạm tính cho anh em cái mức giá lăn bánh đối với VIN sản xuất năm 2022. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 453 triệu. Trả góp thì đang là 135 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 445 triệu. Trả góp thì đang là 126 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 430 triệu, trả góp thì đang là 107 triệu. Với cái mức ưu đãi này thì anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc cộng thêm 20 triệu nữa để lấy VIN sản xuất năm 2023 anh em nhá. Đó. Còn anh em nào cảm thấy phù hợp với cái mức giá em chia sẻ thì có thể gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi cái chính sách giá bán và chi tiết về lăn bánh nó sẽ cụ thể hơn anh em nhé. Đó. Còn cái VIN sản xuất năm 2022 ấy, bên em còn một số xe còn lại thì bên em sẽ bán nốt. Nếu anh em gọi sau lấy cái VIN sản xuất năm 2022 mà hết rồi thì anh em bắt buộc có cân nhắc lấy lên cái bản 2023 thì tùy anh em thôi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba. Đó là cái bản Attra Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 490 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại thì đại lý bên em đang bán VIN sản xuất năm 2023 và trừ trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu cho anh em. Giá xe đâu đó vào khoảng 425 triệu thôi anh em ạ. 425, 427 triệu thôi tùy màu anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là gói quà tặng và kèm tặng anh em một năm bảo hiểm thân vỏ nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 504 triệu, trả góp thì đang là 142 triệu.
lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 495 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 477 triệu, trả góp thì đang là 115 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em rất là chi tiết về giá xe, về từng phiên bản, về từng VIN sản xuất, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tại thời điểm anh em gọi cho em, anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường, anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.